Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care, just be here and I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up, I'm not. Hai thằng ấy nó buôn bán ma túy đúng không ạ, và nó đang nấp núp ở ngay quận Gò Vấp của mình chẳng hạn. Thì các bạn thấy là VTV còn bị cục bộ kim, nhưng mà vấn đề đấy đã được Hội Nhà báo Việt Nam ấn bộ đúng không ạ. Thì đấy là cái bí mật của nguồn tin, thì chắc chắn phải biết điều đấy. Đặc biệt là nhà báo là một trong những người mà thường xuyên sử dụng
hồi đó tao đang định là sẽ mở quán đối diện tên tấp nập. Tấp nập. Mở ra bán ép luôn rồi biết không?